sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Hậu Uber 2019 chứng kiến 4 CEO stop gọi xe đình đám phải ngậm ngùi rời ghế. Kẻ dẫn đầu Grab đang khiến các đối thủ bám trụ quá khốn đốn. Hơi nóng bỏng rát của thị trường gọi xe đã khiến nhiều stop phải bỏ cuộc. Những tay chơi còn lại của năm 2019 cũng nếm mùi đau thương khi thậm chí các nhân sự cao nhất đều đành lòng giật áo ra đi. Kẻ dẫn đầu Grab dường như đã độc tôn trên con đường trở thành siêu ứng dụng. Chỉ trong vòng 1 năm, thị trường đặt xe tại Việt Nam đã xảy ra hàng loạt biến động nhân sự ở cấp cao nhất tại các startup đặt xe đỉnh đám. Liệu đây có phải là những biến cố của các startup yếu thế hơn trước cơn bão lấy tiền đè người của Grab, ông lớn đang chiếm lĩnh tới 70% thị phần gọi xe tại Việt Nam hay không? Chúng tôi xin điểm lại những diễn biến chính trong cơn mưa thay người ở các dự án đặt xe đỉnh đám này. GoViet vào Việt Nam hơn 1 năm, thay 2 CEO cách nhau chưa đầy 6 tháng. Biến động nhân sự cấp cao dữ dội và sớm nhất phải kể đến GoViet. Cuối tháng 3 năm 2019, ông Nguyễn Vũ Đức và bà Linh Nguyễn cùng thôi chức Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển GoViet sau chỉ hơn nửa năm ứng dụng này ra mắt tại Việt Nam. Đây là hai nhân sự cấp cao gắn bó với GoViet từ thời điểm ứng dụng này bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam. Ông Đức và bà Linh trước đó làm việc tại ngân hàng BIDV. Thời điểm đó, theo nguồn tin của Deal Street Asia cho biết, hai lãnh đạo này yêu cầu bồi thường 800.000 đô la Mỹ, một dấu hiệu cho thấy họ bị GoViet buộc phải nghỉ việc. GoViet từ chối bình luận về thông tin bồi thường, đồng thời cho biết ông Đức và bà Linh nhận vị trí cố vấn tại Gojek và tiếp tục làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, trang LinkedIn cá nhân của hai cựu lãnh đạo GoViet này đều không cập nhật thông tin công việc mới ở Gojek. Gần một tháng sau, GoViet thông báo bổ nhiệm cựu giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang làm CEO mới. Bà Trang là một trong số những nữ doanh nhân có tiếng trong giới công nghệ Việt khi từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Misfit, Fossil, Facebook Việt Nam. Tuy nhiên, bà Trang cũng rời vị trí CEO GoViet sau 5 tháng tại vị. Sau khi rời GoViet, bà Trang đảm nhận vai trò đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Alabaster tại Việt Nam. Trong một chia sẻ sau khi rời khỏi GoViet, bà Trang thừa nhận không có duyên làm thuê nên không làm thuê nữa đâu. Tháng 8 năm 2019, tròn một năm gia nhập thị trường, GoViet đánh dấu mốc 100 triệu chuyến xe và có hơn 125.000 đối tác tài xế. Tuy nhiên, theo thông tin của công ty nghiên cứu thị trường ABI Research, GoViet chỉ chiếm hơn 10% thị phần của thị trường gọi xe Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với 21 triệu chuyến xe đã hoàn thành. ABI cũng thông tin số chuyến xe của GoViet trong năm 2018 là 40 triệu. Theo ABI, có thể thấy tốc độ tăng trưởng của GoViet đang khá chậm vì thực tế trong năm 2018, GoViet chỉ hoạt động trong 5 tháng cuối năm từ tháng 8 đến tháng 12. Đến nay, GoViet vẫn chưa hé lộ thời điểm sẽ triển khai dịch vụ vận chuyển bằng ô tô, dù đã được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM chấp thuận tham gia đề án 24 về thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải khách theo hợp đồng trên địa bàn thành phố, cho đến khi Nghị định 86 mới về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực. Bên cạnh đó, GoViet cũng chưa ra mắt dịch vụ thanh toán điện tử GoPay. Trước đó, đầu tháng 7 năm 2018, GoViet thông tin tuyển dụng giám đốc phạm chế và giám đốc phát triển kinh doanh cho GoPay với lời giới thiệu đây là cơ hội trở thành một phần trong nhóm điều hành cấp cao chuẩn bị khởi chạy GoPay ở Việt Nam. Và tệ hơn nữa, đến nay GoViet chỉ có đúng một lựa chọn thanh toán duy nhất trên ứng dụng là tiền mặt, không hề có phương thức thanh toán qua thẻ như các đối thủ khác. Aha Move chia tay CEO kiêm đồng sáng lập gắn bó lâu năm. Sau khi GoViet thay CEO Nguyễn Vũ Đức không lâu, đầu tháng 4 năm 2019, đồng sáng lập kiêm CEO Aha Move Nguyễn Xuân Trường cũng rời vị trí cao nhất sau 3,5 năm điều hành startup giao hàng on demand này. Người thay thế ông Trường là ông Phạm Hữu Ngôn, CTO, giám đốc kỹ thuật của Aha Move. Một nguồn tin chia sẻ nếu như tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của GoViet rời công ty với lý do xích mích với Gojek về tính pháp lý của công ty GoViet, tức là công ty Việt hay là công ty Indonesia, Gojek là công ty mẹ hay chỉ là công ty đầu tư, thì nội bộ Aha Move lục đục về góc nhìn chiến lược của từng người. Aha Move trực thuộc Giao Hàng Nhanh, nay là Scomex, được sáng lập bởi ông Lương Duy Hoài và ông Phước Trần, một cựu thành viên của Easy Taxi. Ông Phước Trần nhanh chóng rời khỏi Aha Move chỉ sau một năm.
Lúc đầu tham gia đội ngũ sáng lập Ahamo, ông Trường đóng vai trò tổng quản Hà Nội, dựng team từ con số 0. Ngoài thị trường xe máy, tháng 11/2015, đội Hà Nội cũng nhận được nhiệm vụ kích hoạt thị trường xe tải trong nội thành. Khi S-Commerce quyết định thử sức ở lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến với dịch vụ Lala, thị trường phía Nam được giao cho ông Nguyễn Trung Tín và ông Trường được phân công đảm nhiệm cả chức vụ CEO Ahamo và là người khởi xướng cho Lala ở miền Bắc. Tuy nhiên, chiến trường phút quá đẫm máu. Ngày trước thềm năm mới 2019, Lala đã rời cuộc chơi. Theo ông Trường, một nghịch lý phải giải trong các platform là vấn đề con gà quả trứng. Với Ahamo thì đó là câu chuyện của shipper và đơn hàng, ít đơn ít xế mà ít xế lại ít đơn. Sau khi rời Ahamo, ông Trường đầu quân cho ví điện tử Momo ở cương vị giám đốc mảng P2P. Sau khi tái cơ cấu nhân sự cấp cao dưới sự điều hành của tân CEO Phạm Hữu Ngôn, tình hình kinh doanh tại Ahamo đã có nhiều khởi sắc. Giữa tháng 9 năm 2019, ông Ngôn chia sẻ với báo chí rằng hiện mỗi ngày trên hệ thống Ahamo bình quân giao khoảng 60.000 đơn hàng. Hệ thống của Ahamo có 100.000 tài xế đăng ký nhưng bình quân mỗi ngày có khoảng 20.000 tài xế có hoạt động giao hàng trên hệ thống. Thu nhập bình quân của mỗi tài xế dao động từ 4 đến 15 triệu đồng trên một tháng. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết họ không chọn hướng đốt tiền như một số đối thủ mà chọn hướng liên tục cải tiến công nghệ, thử nghiệm các dịch vụ mới liên tục, đưa ra các dịch vụ giúp giảm giá thành cho khách hàng, tăng thu nhập cho tài xế thay vì đổ tiền vào khuyến mãi dịch vụ. Bi, thay tướng sau 1 năm tuổi bứt phá đầy ấn tượng. Bi là một ứng dụng sinh sau đẻ muộn nhất tại thị trường Việt Nam, nhưng ở thời điểm đó cũng là doanh nghiệp có nhiều tiềm lực nhất. Ngày 13 tháng 12 năm 2018, ứng dụng gọi xe Bi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ở thời điểm đó, ông Trần Thanh Hải, CEO Bi Group công bố ứng dụng này được đăng ký kinh doanh lĩnh vực vận tải. Vị CEO này cũng tham vọng muốn có 6,6 triệu lượt tải ứng dụng và 105 triệu chuyến đi sau một năm. Sau đúng một năm ra mắt, Bi cũng hướng đến phát triển một hệ sinh thái số tiềm năng và cung cấp nhiều dịch vụ. Trong đó, dịch vụ chính là Bi Bike, dịch vụ đặt xe hai bánh, Bi Car, dịch vụ đặt xe bốn bánh, Bi Financial, dịch vụ cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng cá nhân, tài xế và doanh nghiệp, Bi Express, dịch vụ chuyển phát bưu chính, Bi Delivery, dịch vụ giao hàng và gần nhất là chương trình khách hàng thân thiết Bi Loyalty nhằm cạnh tranh với Grab Rewards. Tính đến nay, ứng dụng gọi xe Bi đã có mặt tại 9 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang và Hải Phòng. Được tải xuống 5,5 triệu thiết bị di động với 60.000 tài xế, khoảng 350.000 chuyến xe được yêu cầu mỗi ngày và đã hoàn thành khoảng 36 triệu chuyến xe Bi Bike và Bi Car kể từ khi bắt đầu chính thức triển khai dịch vụ từ tháng 12/2018. Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường ABI Research tại Việt Nam, Bi đã vươn lên vị trí số 2 và là doanh nghiệp Việt duy nhất trong top 3 những ứng dụng gọi xe phát triển nhất trên thị trường. Với những kết quả này không thể phủ nhận, Bi vừa đi qua một năm khá ấn tượng khi vươn lên vị trí số 2 trên thị trường gọi xe, chỉ đứng sau Grab. Nhưng chưa đầy 2 tuần sau dịp Thôi Nôi Stop, thông tin CEO Trần Thanh Hải rời công ty được tung ra. Cụ thể, ngày 24 tháng 12, công ty cổ phần Bi Group, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Bi, chính thức thông báo việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, bà Nguyễn Hoàng Phương, hiện là giám đốc vận hành, sẽ giữ vị trí quyền tổng giám đốc Bi Group kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2019. Ông Trần Thanh Hải, tổng giám đốc sẽ nghỉ vì lý do cá nhân nhưng tiếp tục giữ vai trò cố vấn chiến lược cho hội đồng quản trị. Bà Nguyễn Hoàng Phương cùng với ông Trần Thanh Hải đều là những thành viên sáng lập của ứng dụng gọi xe Bi. Trong vòng một năm vừa qua, bà Phương là người đóng vai trò triển khai vận hành của Bi. Bà am hiểu công ty và sát cánh cùng ông Hải và hội đồng quản trị để góp phần đưa Bi đến với thành công hiện tại. Cách đây hơn 3 tháng, ông Trần Thanh Hải, CEO của Bi Group từng tuyên bố đầy hứng khởi về việc xây dựng Bi thành một đế chế hùng mạnh nhằm ghi tên Việt Nam lên bảng đồ khu vực trong lĩnh vực siêu ứng dụng. Theo nhiều đồn đoán, lý do sự ra đi của ông Hải khả năng là do Bi đã bộ chi quá nhiều và quá nhanh trong một thời gian ngắn nên nhóm các nhà đầu tư tài chính cho Bi đến từ VPBank đã quyết định ngừng rót tiền. Ông Hải cũng đã rất nỗ lực nhưng không tìm được nguồn tiền mới. Nhiều ứng dụng khác đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Dù đã có những xáo trộn lớn về nhân sự cấp cao nhưng chỉ ít các startup mà chúng tôi vừa đưa ra còn có thể tiếp tục kinh doanh và tìm được hướng giải quyết các vấn đề của mình. Trên thực tế, thị trường gọi xe khốc liệt đã chứng kiến sự ra đi của nhiều công ty lớn nhỏ, không chỉ riêng gì CEO. Tên tuổi lớn nhất phải kể đến Uber. 23 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2018, Uber chính thức khóa ứng dụng, đặt dấu chấm hết cho chặng đường 4 năm có mặt tại Việt Nam. Công ty mẹ Uber đã quyết định bán mảng kinh doanh tại Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, cho Grab.
Trước thời điểm chính thức đóng cửa, Uber từng gặp nhiều khó khăn tại Đông Nam Á và cả Việt Nam trong năm 2017. Đầu tháng 10, 2017, ông Đặng Việt Dũng chính thức rời vị trí CEO Việt Nam sau 3 năm giữ chức. Thời điểm mà Uber rời thị trường Việt Nam, VITO được xem là ứng dụng tiềm năng khi được Phương Trang rót ít nhất là 100 triệu đô la Mỹ. Thời điểm này, VITO cho biết họ đã có khoảng 8.000 tài xế đăng ký chạy xe cho dịch vụ gọi xe này sau khi ứng dụng Uber chuẩn bị dừng hoạt động ở Đông Nam Á. Hiện VITO có khoảng tổng cộng 9.000 tài xế. Vào tháng 9, 2019, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, VITO gây chú ý khi thông báo giảm chiết khấu của tài xế tham gia dịch vụ gọi xe xuống mức thấp nhất của thị trường là 5%. Sau đó tiếp tục gây bất ngờ với dịch vụ giao hàng đồng giá 9.000 đồng cho quãng đường dưới 5 km. Dù vậy, xét về thị phần, ứng dụng này vẫn là khá lép vế so với các đối thủ khác trên thị trường. Ứng dụng của Uber chào sân hồi tháng 6, 2018 với điểm mới không thu chiết khấu của tài xế, tung ra 6 sản phẩm dịch vụ như xe máy, ô tô, giao hàng, xe doanh nghiệp. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, ứng dụng này phải thông báo ngừng hoạt động. Một số ứng dụng khác có thể kể đến như Celo, Tinet, dù đã tuyên bố ra mắt, tuy nhiên các ứng dụng này hầu hết không có hoạt động trên thị trường gọi xe. Theo Kiến Anh, Trí Đức Trẻ, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!